Chào mọi người nhá. Hôm nay Biển lại ăn cỗ đây. Hôm nay Biển ăn cỗ dỗ đây. Cỗ. Quay cỗ này, cỗ dỗ ông chú ruột mình. Đây. Mấy đao phủ bây giờ mới gọi là 90% là xong rồi. Còn đang lại thái nốt món thịt bê. Bê nóng hổi này ăn mới ngon này nhỉ. Mỏ móc miếng trước này, mấy khi đầu bếp bê ngon nhỉ. Ừ, ngon lắm. Bê hấp xả. Nhà mình hôm nay làm 20 mâm à. Dỗ đầu ông chú. Bê này hấp hình như là chín quá nào. Hay nó nóng ăn nó nghe có vẻ mềm. Lấy mẹ con dao mỏng mà thái. Mà nó đi lấy. Đây là đây dao mà. Nên ra thái này thái dao mỏng. Dao này chỉ có chặt thịt gà. Còn mỗi món này là xong đúng không? Còn thịt chó tí lấy về sau đúng không? Đó, sân đơm. Đây, cỗ dỗ. Nhiều món lắm. Hôm nay tranh thủ chủ nhật dỗ trước một ngày. Thế còn món bê, chó, mấy cái ổ nữa, cái thịt gà có cái rồi. Đấy, vụ lấy con dao đấy, thái được đấy. Đưa chú Mười chú thái con dao đấy. Đúng hẹn. Cứ bình thường nha, cứ bình thường, cứ làm cái cục đấy nóng hổi đấy là làm đôi chai bia nữa là êm nhỉ. Để nhét quả đất. Cái đấy thôi. Là chấm với tương thế là xong. Làm cả cục luôn đấy. Đấy. Nóng hổi. Đút mồm nếm đi. Thôi. Xem là nó sống hay chín. Đấy, ba đào phủ này làm suốt từ sáng rồi, còn món này cuối cùng nữa là hết. Đúng rồi, vụ đơn làm một đĩa đi. À, làm một mâm lên để thắp hương trước đi. Thắp hương trước tí nữa khách đến là cứ đến là chiến thôi. Cái đấy trộn vừng nữa là xong mà. Vừng kia được. Có xả sao không nhỉ? Có. Xả không? Trộn mỹ xả thôi mà. Không. Làm tạm một đĩa lên để thắp hương xong rồi tí nữa đến là khách đến là sân chiến thôi. Ôi chào cả nhà nhá. Biển xin dừng video ở đây, vào cuộc chiến bắt đầu rồi.